Vario 125 gió luôn rồi. Tết gì Google nó lên cho anh em mọi ha. Còn xe diêm đó dọn lên tới đây là nó đứng rồi, mình làm nồi thôi mà nó uống qua đây. Em yêu cầu liên hệ mình nha, nếu mình làm nồi nó hết rần hết rung ra đầu á. Cái Vario đời mà 2018 nó hay bị lắm, với SH Việt Nam hay Best Buy nó cũng bị nữa. Em yêu cầu liên hệ mình ha. Cái này mới mua 93 tỷ. Em yêu cầu liên hệ mình. Nghĩa bộ thang rồi, ít zin như cục pin rồi, có cái cục đồ